chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review du lịch Đà Nẵng 4.0. Ngày hôm nay Khoa Nhật sẽ review cho mọi người một điểm rất là mới ở Hội An, đó là công viên ấn tượng Hội An. Và mọi người ơi, ở đây thì thường sẽ có sâu ký ức. Thế là ngày hôm nay Nhật sẽ cùng với team của mình đi trải nghiệm xem là ở công viên ấn tượng Hội An sẽ diễn ra cái sâu ký ức như thế nào nhé mọi người nhá. Hãy cùng theo chân Nhật thôi. Ở ngoài cổng thì mọi người có thể thấy là giống như một cái cổng đình rất là to, rất là bự, được xây dựng rất là bự. Và ở trên thì sẽ có những anh lính giống như là canh gác ấy. Mọi người ở điểm đây thì mọi người có thể sống ảo check-in với cái cổng ở công viên ấn tượng Hội An này, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây chúng ta sẽ phải xếp hàng để lấy vé đi vào thôi nhé mọi người nhé. Như vậy là mình vừa mới mua vé xong rồi, và khi mà bước qua quầy vé xếp hàng qua thì đầu tiên đập vào mắt mình luôn là cái khu ẩm thực. Rất là nhiều quán ở trên này, mọi người có thể thỏa sức để vừa đi dạo vừa ăn thưởng thức những cái món đặc sản của Hội An nhé mọi người nhé. Thank you.
Anh hào ra sức dệt yên, nay ai có lòng cùng Chúa giữ đất nước bình yên, hãy có mặt tại võ đài điểm binh tuyển tướng. Loa 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 loa. Cậy tàu đồng ngang ngược, cướp bóc bạo tàn, lạm sát lương dân, khiến cho lòng người sục sôi căm hận. Nay ta ban hịch tuyển tướng tài dẫn binh diệt giặc. Hỡi anh hùng dũng sĩ đất Việt ta, hãy theo hịch tầm quân lên đài điểm binh tuyển tướng. Người Văn Đông đâu? Đâu?
Vâng, và bây giờ đã gần 7 giờ rồi và vừa mới kết thúc các mini show và đến 7 giờ 30 thì chị mới có ký ức sông nước Hội An. Thì trong cái khoảng thời gian này thì mình sẽ đi ăn tối, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ vào sông nước Hội An. Và khi mà mọi người vào trong đó thì mọi người mua vé trước nhé mọi người nhé. Đây, mình team của mình đã mua 4 vé trước để vào sông ký ức Hội An vào 7 giờ 30. Hay nữa mọi người cùng xem là ở trong sông ký ức Hội An thì tối nay sẽ diễn ra như thế nào nhé mọi người nhé. Khi mà mọi người ăn tối thì mọi người phải xếp hàng để là gọi đồ ăn trước, lấy vé rồi mới ra quầy để lấy đồ nhé mọi người nhé. Vé được ép được chị đưa. Em tên Nam. Đây, chị đây. Em học lớp mấy giờ ấy? Em học lớp. Đây, đã đăng ký rồi. Okay. Ở đây một cô bé rất là dễ thương vừa mới hỏi kênh của tụi mình là kênh gì. Và mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của nhóm mình là Review Đà Nẵng 4.0 nhé mọi người nhé. Để khi mà có chuông thông báo cái là mọi người sẽ vào cập nhật luôn và xem luôn những cái show cũng như là những cái trải nghiệm của nhóm mình nhé mọi người nhé. Mấy hộp không? Không đi hả chị? Không đi hả chị? Không. Vâng, và bây giờ đã đến 7 giờ 30 phút rồi. Mình cùng với team của mình sẽ vào ký ức Hội An, sau ký ức Hội An để xem chương trình ở trong đó. Mọi người hãy cùng xem là trong đó có gì nhá mọi người nhá. Đi thôi. Nhóm mình nhá. Tạm biệt mọi người. Bye bye.